Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học môn toán lớp 2, bài 1/4. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu hai phần. Phần thứ nhất đó là nhận biết 1/4. Phần 2 đó là bài tập ứng dụng. Cô và trò cùng đi đến phần thứ nhất nhé. Cô có hình vuông. Cô chia hình vuông thành các phần bằng nhau. Chúng ta được 4 phần bằng nhau. Mỗi một phần chính là 1/4 của hình vuông. Cô nhắc lại, cô chia hình vuông thành 4 phần bằng nhau. Lấy một phần, ta được 1/4 hình vuông. 1/4 viết là 1 gạch ngang 4. Đọc là 1/4. Để hiểu rõ hơn, 1/4 số 1 chỉ số phần được tô màu hoặc số phần được lấy đi. Số 4 nằm ở dưới, đó là số phần bằng nhau khi chúng ta được chia đều. Cô và trò chúng ta cùng thực hành viết số 1/4 nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ viết số 1. Sau đó, chúng ta sẽ viết gạch ngang nằm trên đường kẻ đậm. Số 4 được viết ở dưới, ngay hàng với số 1. Chúng ta cùng thực hành viết bảng con nhé. Các con giỏi lắm. Trong các dạng bài tập của 1/4, chúng ta có các dạng bài tập như sau. Cô và trò chúng ta cùng đến bài số 1. Nhìn đề bài, các bạn đọc to lên nhé. Đã tô màu 1/4 hình nào? Trên màn hình cô có hình A, hình B, hình C và hình D. Theo các con, hình nào là đúng nhất nè? Các con hãy ghi đáp án của mình thật nhanh vào nháp nhé. Trong bài này có 3 hình đúng, đó là hình A, hình B và hình C. Hình A, hình B, hình C đã được chia thành 4 phần bằng nhau. Chúng ta lấy đi 1 phần thì ta có 1/4 của hình. Còn hình D là 1/2, các con hãy suy nghĩ giúp cô nhé. Cô và trò chúng ta cùng đến với bài số 2. Các con hãy đọc đề bài to lên nào. Hình nào có 1/4 số ô vuông đã được tô màu? Trong dạng bài tập này, chúng ta sẽ đếm số ô vuông, sau đó chúng ta sẽ chia cho 4. Khi đó chúng ta sẽ được số ô vuông tô màu. Cô nhắc lại, để làm dạng bài tập này, trước tiên trong mỗi hình chúng ta sẽ đếm số ô vuông của từng hình, sau đó chúng ta sẽ chia cho 4 và chúng ta sẽ tìm được số ô vuông tô màu. Các con hãy làm bài tập vào nhé. Các con cùng cô kiểm tra đáp án nào. Trong bài tập số 2 này có các đáp án đúng như sau. Hình A, hình B và hình D. Để tìm được số ô vuông của hình A, cô có 1/4 của 8 ô vuông là 8 chia 4 bằng 2 ô. Hình B, cô có 1/4 của 12 ô vuông là 12 chia 4 bằng 3 ô. Còn hình D thì như thế nào? Hình D, cô có 1/4 của 16 ô vuông là 16 chia 4 bằng 4 ô vuông. Vậy còn hình C thì sao các bạn? Trong đây, trong hình C, cô có 16 ô vuông. Chia cho 4
thì cô có 4 ô, nhưng ở hình C lại tô màu 8 ô vuông. Như vậy hình C là đáp án chưa chính xác. Để vận dụng tốt hơn, chúng ta đến với bài tập số 3. Các bạn cùng đọc đề với cô nhé. Hình nào đã khoanh vào 1 phần tư số con thỏ? Trên bề bài cô có 2 hình A và hình B. Trong mỗi hình cô có 8 con thỏ. Hình A cô có 8 con thỏ, hình B cô có 8 con thỏ. Để tìm được 1 phần tư, cô lấy 8 chia 4, cô ra 2 con. Vậy đáp án nào đúng nè? Các bạn hãy nhanh tay chỉ vào màn hình nhé. Đáp án đa A đó là đáp án đúng nhất, vì ở đây người ta khoanh tròn 2 con thỏ. Nãy giờ cô thấy các bạn học rất là tốt nè, cô sẽ thưởng cho các bạn một trò chơi. Đó là trò chơi ai nhanh đúng nhất. Trong phần trò chơi này, cô có các hình, các bạn hãy tìm cho cô 1 phần tư số các hình đã được tô màu nhé. Hình A, hình B, hình C, hình D, hình E, hình F. Các bạn hãy ghi thật nhanh vào nháp của mình nè. Giỏi lắm, cô và trò cùng kiểm tra đáp án nhé. Hình đã tô màu 1 phần tư, đó là các hình sau: hình A, hình D và hình F. Và các hình còn lại thì không phải nhé. Cô chào các con, cô mong rằng bài học hôm nay sẽ giúp các con hiểu rõ hơn về bài 1 phần tư. Hẹn gặp lại các con trong những bài kế tiếp nhé.